Mỹ sẽ ngưng việc yêu cầu du khách quốc tế và công chức liên bang tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Reuters dẫn lại thông báo của Nhà Trắng ngày 1 tháng 5 cho biết Mỹ sẽ chấm dứt các yêu cầu tiêm ngừa COVID-19 đối với khách du lịch quốc tế và nhân viên liên bang vào ngày 11 tháng 5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do SARS-CoV-2 gây ra kết thúc. Hồi tháng 2, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để dỡ bỏ quy định buộc khách du lịch nước ngoài bằng đường hàng không phải được tiêm phòng COVID-19. Đây là một trong số ít các hạn chế đi lại để kiểm soát đại dịch vẫn còn hiệu lực ở Mỹ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6 năm 2022 đã bỏ quy định buộc những người đến Mỹ bằng đường hàng không phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ nguyên yêu cầu tiêm chủng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đưa ra đối với hầu hết du khách nước ngoài. Các quy định trên đã khiến ngôi sao quần vợt người Serbia Novak Djokovic không thể tham gia một số giải đấu ở Mỹ vì chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, từ ngày 12 tháng 5, tay vợt này có thể tự do tham gia và thi đấu ở các giải đấu lớn của Mỹ như US Open. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 1 tháng 5 cũng cho biết từ ngày 12 tháng 5, họ sẽ không còn yêu cầu khách du lịch nước ngoài nhập cảnh qua các cảng, cửa khẩu trên bộ hay phải chủng ngừa COVID-19 và cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng theo yêu cầu. Vào tháng 9 năm 2021, chính quyền Tổng thống Biden cũng đưa ra quy tắc yêu cầu khoảng 3,5 triệu nhân viên và nhà thầu liên bang phải tiêm vaccine. Nếu không, họ phải đối mặt với việc bị sa thải hoặc bị xử lý kỷ luật. Tuy vậy, sau một loạt phán quyết của tòa án, quy định này đã không được thực thi trong hơn một năm. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cũng cho biết họ sẽ bắt đầu quá trình chấm dứt quy định bắt buộc tiêm chủng đối với các nhà giáo dục và các cơ sở chăm sóc sức khỏe được chính phủ chứng nhận. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.